Chào mừng các em đến với kênh học toán online. Trong video này chúng ta tiếp tục giải các bài tập trong sách vở bài tập của môn toán lớp 3. Các em ở sách vở bài tập của môn toán lớp 3, bài 77, tính giá trị của biểu thức tiếp theo. Thì đầu tiên chúng ta sẽ làm bài tập số 1. Bài tập số 1 có nội dung như sau. Viết vào chỗ chấm cho thích hợp. Câu A. 172 cộng với 10 nhân 2 bằng. Thì ở đây, ở câu A này là người ta yêu cầu chúng ta tính giá trị của biểu thức 172 cộng với 10 nhân 2. Thì ở đây, biểu thức này không có dấu ngoặc, chỉ có phép cộng và phép nhân. Thì chúng ta sẽ thực hiện các phép tính khi một biểu thức mà không có dấu ngoặc thì chúng ta sẽ thực hiện các phép tính theo thứ tự ưu tiên, các phép nhân hoặc phép chia trước, sau đó mới thực hiện phép cộng và phép trừ sau. Thì ở đây chúng ta có 10 nhân với 2 thì chúng ta sẽ thực hiện phép nhân 10 nhân với 2 trước, sau đó được kết quả bao nhiêu chúng ta sẽ lấy 172 cộng với kết quả vừa tìm được. Cụ thể ở đây chúng ta sẽ làm như sau. 172 chúng ta giữ nguyên. Và chúng ta thực hiện phép nhân trước, tức là 10 nhân với 2 bằng 20. Tiếp tục. Việc còn lại của chúng ta bây giờ là sẽ lấy 172 cộng với 20. Thì ở đây ta có 72 cộng với 20 sẽ bằng 92. Như vậy 172 cộng với 20 thì sẽ bằng 192. Chính là kết quả cuối cùng. Tiếp theo chúng ta sẽ làm câu B. Câu B, người ta yêu cầu chúng ta tính giá trị của biểu thức 10 nhân với 2 cộng 300. Thì ở đây là một biểu thức không có dấu ngoặc, cho nên chúng ta sẽ thực hiện các phép tính theo thứ tự ưu tiên, phép nhân hoặc phép chia trước, phép cộng hoặc phép trừ sau. Như vậy chúng ta cần phải thực hiện phép nhân 10 nhân với 2 trước, được kết quả bao nhiêu chúng ta sẽ cộng với 300. Thì 10 nhân 2 chúng ta được kết quả là 20. Tiếp tục chúng ta cộng với 300. Mà cộng với 300 thì chúng ta sẽ được kết quả là 320. Tiếp theo chúng ta sẽ làm câu C. Câu C, người ta yêu cầu chúng ta tính giá trị của biểu thức 69 trừ đi 54 chia cho 6. Thì ở đây cũng là một biểu thức không có dấu ngoặc, cho nên chúng ta sẽ thực hiện các phép tính theo thứ tự ưu tiên, phép chia hoặc phép nhân trước, sau đó mới thực hiện phép cộng hoặc phép trừ sau. Thì ở đây 69 chúng ta để nguyên, chúng ta sẽ thực hiện phép chia 54 chia cho 6. Được kết quả bao nhiêu chúng ta sẽ lấy 69 trừ đi kết quả tìm được. Cụ thể ở đây là 69 chúng ta giữ nguyên. 54 chia cho 6 chúng ta được kết quả là 9. Bởi vì 9 nhân 6 bằng 54. Tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện phép trừ 69 trừ 9. 69 trừ 9 chúng ta sẽ được kết quả bằng 60. Tiếp tục chúng ta sẽ làm câu D. Câu D, người ta yêu cầu chúng ta tính giá trị của biểu thức 900 cộng 9 nhân 10 bằng bao nhiêu. Thì ở đây cũng là một biểu thức không có dấu ngoặc, chỉ có phép nhân và phép cộng, cho nên chúng ta sẽ thực hiện các phép tính theo thứ tự ưu tiên là phép nhân trước, sau đó chúng ta sẽ thực hiện phép cộng sau. Có nghĩa là 900 chúng ta giữ nguyên. Chúng ta thực hiện phép nhân 9 nhân với 10 bằng 90. Sau đó chúng ta mới lấy 900 cộng 90. 900 cộng với 90 sẽ bằng 990. Hàng trăm là 9, tức là 900. Hàng chục là 90.
tức là 900 cộng 90 bằng 990. Tiếp tục chúng ta sẽ làm câu E. Câu E, người ta yêu cầu chúng ta tính giá trị của biểu thức 20 nhân 6 cộng 70 bằng bao nhiêu. Thì ở đây cũng là một biểu thức không có dấu ngoặc, cho nên chúng ta sẽ thực hiện phép nhân trước, sau đó mới thực hiện phép cộng sau. Đầu tiên chúng ta thực hiện phép nhân, 20 nhân với 6 được kết quả bao nhiêu, chúng ta sẽ cộng với 70. Thì 20 nhân với 6 chúng ta được kết quả là 120. Sau đó chúng ta cộng với 70. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện phép cộng 120 cộng với 70. 20 cộng với 70 bằng 90. Vậy 120 cộng với 70 sẽ bằng 190. Tiếp tục chúng ta sẽ làm câu G. Câu G, người ta yêu cầu chúng ta tính giá trị của biểu thức 72 cộng với 300 nhân với 3. Ở đây cũng là một biểu thức không có dấu ngoặc, chỉ có phép cộng và phép nhân, cho nên chúng ta sẽ thực hiện các phép tính theo thứ tự ưu tiên là phép nhân trước, sau đó chúng ta sẽ thực hiện phép cộng sau. Có nghĩa là 72 chúng ta giữ nguyên, sau đó chúng ta sẽ thực hiện phép nhân 300 nhân với 3. 300 nhân 3 có nghĩa là 300 gấp lên 3 lần, 300 cộng 300 cộng 300 bằng 900. Tiếp tục 72 cộng với 900 chúng ta sẽ được kết quả là 972. Như vậy chúng ta đã làm xong bài tập số 1. Tiếp theo chúng ta sẽ làm bài tập số 2. Bài tập số 2, người ta cho các biểu thức và tương ứng là các giá trị của các biểu thức đó. Thì nhiệm vụ của chúng ta là tìm xem giá trị ứng với mỗi biểu thức đó là đúng hay là sai. Nếu đúng thì ghi là D, đúng thì ghi là D, mà sai thì ghi là S. Chúng ta bắt đầu và làm bài tập số 2. Câu A, 86 trừ 16 bằng 70, đúng hay sai? Chúng ta biết 86 mà trừ đi 16 bằng 70 là đúng. Vì vậy câu A chúng ta sẽ ghi là D. Tiếp tục câu C, câu B. Câu B, người ta cho biểu thức 23 nhân với 2 trừ 1 bằng 23. Thì ở biểu thức này chúng ta sẽ thực hiện việc tính giá trị của biểu thức 23 nhân 2 trừ 1 bằng 23 là đúng hay là sai. Thì để biết đúng hay sai, chúng ta sẽ tính giá trị của biểu thức 23 nhân 2 trừ 1. Thì ở đây chưa cần tính, chúng ta có thể suy luận ngay ra kết quả của câu B là sai. Bởi vì sao? 23 được nhân lên làm 2 lần, được nhân lên làm 2 lần. Chưa biết kết quả bằng bao nhiêu, nhưng mà trừ đi một đơn vị thôi mà vẫn bằng 23, có nghĩa là sai. Chúng ta có thể hiểu đơn giản 23 nhân làm 2 lần thì có nghĩa là 23 cộng với 23. Và trừ đi 1. Thì đọc 23 trừ đi 1 thì bằng 22 rồi, mà 23 cộng với 22 chắc chắn sẽ lớn hơn 23 rồi, chứ không thể bằng 23 được. Như vậy chúng ta có thể khẳng định giá trị của biểu thức 23 nhân 2 trừ 1 bằng 23 là sai. Hoặc chúng ta vẫn có thể tính 23 nhân với 2 bằng 46, mà 46 trừ 1 bằng 45. 45 không thể bằng 23 được. Tiếp tục chúng ta sẽ làm câu C. 250 chia cho 5 cộng 5 bằng 25, đúng hay là sai? Thì đây là một biểu thức không có dấu ngoặc, chỉ có phép chia và phép cộng, cho nên chúng ta sẽ thực hiện các phép tính theo thứ tự ưu tiên, tức là phép chia trước,
sau đó chúng ta thực hiện phép cộng sau. Ở đây 250 chia cho 5, chúng ta sẽ làm trước. 250 chia cho 5 thì chúng ta được kết quả là 50. 50 chúng ta cộng tiếp với 5 sẽ bằng 55. Chính là giá trị của biểu thức câu C. Mà đây người ta cho kết quả là bằng 25. 55 là kết quả đúng, vậy 25 là kết quả sai. Cho nên chúng ta sẽ điền S vào ô trống ứng với biểu thức của câu C. Tiếp theo chúng ta làm câu D. Câu D 40 cộng 80 chia 4 bằng 30. Thì bài này chúng ta chưa cần tính, chúng ta có thể suy luận ra ngay ra. Bởi vì bình thường là 40 sẽ lớn hơn 30 rồi. Mà còn cộng thêm 80 chia cho 4 nữa. 80 chia cho 4 chắc chắn sẽ là một số lớn hơn 0 rồi. Như vậy đọc 40 hơn, đọc số 40 đã lớn hơn số 30 rồi. Mà ở đây kết quả của giá trị của biểu thức là 30. Cho nên chúng ta có thể điền lại là sai. Hoặc nếu chúng ta không suy luận kiểu như vậy thì chúng ta có thể làm cẩn thận hơn, thì chúng ta sẽ tính giá trị của biểu thức. Thì ở đây biểu thức không có dấu ngoặc, chỉ có phép chia và phép cộng, cho nên chúng ta sẽ thực hiện phép chia trước, sau đó chúng ta mới thực hiện phép cộng sau. Tức là số 40 chúng ta giữ nguyên, cộng với 80 chia cho 4 chúng ta được kết quả là 20. Vậy 40 cộng 20 sẽ bằng 60. 60 này là giá trị của biểu thức ở câu D. Vì vậy 30 là kết quả sai. Cho nên chúng ta sẽ điền S vào ô trống. Tiếp tục chúng ta làm câu E. Câu E chúng ta có biểu thức 80 cộng với 4 chia cho 2. Thì giá trị của biểu thức này người ta cho bằng 42, là đúng hay sai? Tiếp tục chúng ta cũng có thể suy luận hoặc tính chi tiết. 80 bình thường đã lớn hơn 42 rồi, mà 4 chia cho 2 thì bằng 2. 4 chia cho 2 bằng 2. Như vậy cộng với 80 thì càng lớn hơn 42. Do đó kết quả bằng 42 là sai. Hoặc nếu không thích làm cách đấy, hoặc là chưa chắc ăn lắm, các em chưa tự tin làm theo cách đấy, thì có thể làm theo cách cẩn thận và chi tiết như sau. Chúng ta tính giá trị của biểu thức 80 cộng 4 chia cho 2. Thì đây là một biểu thức không có dấu ngoặc, chỉ có phép cộng và phép chia. Cho nên chúng ta sẽ thực hiện phép chia trước, sau đó chúng ta sẽ lấy 80 cộng với kết quả vừa tìm được. Cụ thể ở đây là 4 chia cho 2 bằng 2. Số 80 chúng ta giữ nguyên, sau đó sẽ cộng với kết quả là 4 chia 2. Thì 4 chia 2 bằng 2. Vậy 80 cộng với 2 sẽ bằng 82. Kết quả của biểu thức 80 cộng với 4 chia cho 2 bằng 82. Mà ở đây người ta ghi là 42, như vậy là sai. Tiếp tục chúng ta sẽ làm câu G. Câu G có 70 cộng với 30 chia 2 bằng 50. Chúng ta có thể làm theo cách suy luận, tức là 70 lớn hơn 50 mà lại cộng với 30 chia cho 2 nữa. 30 chia cho 2 chắc chắn là một số lớn hơn 0. Vì vậy 70 mà cộng với một số lớn hơn 0 thì càng lớn hơn 50. Cho nên kết quả bằng 50 chắc chắn là sai. Chúng ta có thể kiểm chứng lại bằng cách tính giá trị của biểu thức 70 cộng với 30 chia cho 2 như sau. Đây là một biểu thức không có dấu ngoặc, chỉ có phép chia và phép cộng. Cho nên chúng ta sẽ thực hiện phép chia trước, sau đó thực hiện phép cộng sau. Cụ thể là số 70 chúng ta sẽ giữ nguyên, cộng với 30 chia cho 2 bằng 15. Như vậy 70 mà cộng với 15 sẽ bằng 85. 85 mà ở đây kết quả của người ta cho bằng 50. Như vậy chắc chắn là sai.
kết quả bằng 50 là sai. Tiếp theo chúng ta làm câu H. Câu H chúng ta có 90 cộng với 30 nhân 3 bằng 180. Thì câu này không có cơ sở nào để chúng ta suy luận cả. Vì vậy chúng ta cần phải tính chi tiết giá trị của biểu thức bằng bao nhiêu. 90 cộng với 30 nhân 3 thì ở đây chúng ta cũng thực hiện phép tính theo thứ tự ưu tiên là phép nhân trước, sau đó thực hiện phép cộng sau. 90 chúng ta giữ nguyên. Chúng ta thực hiện phép nhân là 30 nhân với 3. 30 nhân với 3 tức là 30 cộng với 30 cộng với 30 tức là bằng 90. 30 nhân 3 lần, 3 lần 30 lên thì bằng 90. Như vậy 90 cộng với 90 thì sẽ bằng 180. 180. Như vậy giá trị của biểu thức 90 cộng với 30 nhân 3 bằng 180. Và ở đây họ cho là bằng 180. Như vậy kết quả ở đây sẽ là D. Chúng ta điền vào ô trống sẽ là D. Đúng thì ghi D. Tiếp tục câu Y. Câu Y chúng ta có 70 cộng với 30 chia 2 bằng 85, đúng hay sai? Thì để biết là đúng hay sai, chúng ta sẽ đi tính giá trị của biểu thức 70 cộng với 30 chia 2. Thì 70 chúng ta cũng giữ nguyên, bởi vì đây là một biểu thức không có dấu ngoặc, chỉ có phép chia và phép cộng, cho nên chúng ta sẽ thực hiện các phép tính theo thứ tự ưu tiên là phép chia trước, sau đó chúng ta sẽ thực hiện phép cộng sau. Ở đây chúng ta sẽ lấy 30 chia cho 2 bằng 15. Sau đó lấy 70 cộng với 15 bằng 85. Như vậy giá trị của biểu thức ở câu Y là bằng 85. Chúng ta so sánh với đáp án mà bài toán đưa ra là bằng 85. Như vậy đúng thì chúng ta ghi, chúng ta sẽ điền là D. Bài tập số 2 chúng ta đã làm xong. Tiếp tục chúng ta làm bài tập số 3. Bài tập số 3 có nội dung như sau. Có 24 bạn nam và 21 bạn nữ. Các bạn đứng xếp thành 5 hàng đều nhau, hỏi mỗi hàng có bao nhiêu bạn. Thì ở đây muốn tính được mỗi hàng có bao nhiêu bạn, chúng ta phải tính được tổng số bạn tham gia xếp hàng. Sau đó chúng ta lấy tổng số bạn tham gia xếp hàng chia đều cho 5 hàng thì chúng ta sẽ được là mỗi hàng có bao nhiêu bạn. Và cụ thể chúng ta sẽ phân tích bài toán như sau. Ta có số bạn nam cộng với số bạn nữ sẽ bằng 24, 24 bạn nam cộng với 21 bạn nữ và bằng 45 bạn. 45 bạn. Như vậy chúng ta có 45 bạn tham gia xếp hàng. Vậy mỗi hàng sẽ có 45. 45 người chúng ta 45 bạn chúng ta chia đều ra 5 hàng thì mỗi hàng sẽ có là 45 chia 5 bằng 9, bởi vì 9 nhân 5 bằng 45. Mỗi hàng sẽ có 9 bạn. Thì đây chính là đáp số mà chúng ta cần phải tìm. Như vậy chúng ta sẽ giải bài toán này như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ có chúng ta có tổng số bạn nam và số bạn nữ là cũng được.
24 cộng với 21 sẽ bằng 45. 45 bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ có số bạn của mỗi hàng. Bốn mươi lăm mà chia đều ra cho năm hàng thì mỗi hàng sẽ có chín bạn, và chúng ta sẽ có đáp số là 9 bạn. Thì video này xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi. Nếu cảm thấy video chia sẻ là hữu ích thì các em vui lòng bỏ ra một vài giây bấm vào nút like và nút share để ủng hộ tác giả, và cũng là chia sẻ để cho nhiều người cùng xem. Và các em đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh để theo dõi các video mới nhất của kênh Học Toán Online. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở video sau.